Lần đầu tiên em xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường và quý ban giám khảo, quý vị khán giả. Giám khảo gì đây? Có ban giám khảo bên kia kìa. Bạn làm nghề gì, đến từ đâu? Em tên là Nguyễn Cao Chính. Năm nay em 26 tuổi và hiện giờ em đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Công việc của em hiện giờ đang là bán cơm. Công việc làm gì em? Bán cơm sườn chị ơi. Bán cơm sườn, bạn bán hay là bạn nướng sườn hay là bạn làm nước mắm sườn? Em kiêm hết đầy đủ luôn ạ. Làm đủ hết? Vâng. Chủ quán luôn? Vâng. Bữa nào ghé ăn ha. Chủ quán bán cơm sườn xin kính chào bạn bên kia. Rồi. Tới phiên mình nè. Em xin kính chào hai anh chị MC. Xin chào bạn ở phía bên kia bức rèm. Em tên là Nguyễn Thị Kim Chi. Năm nay em 26 tuổi. Em đang là giáo viên của trường Trung học Phổ thông Gia Định, quận Bình Thạnh. Quê em ở Bình Thuận. Có hay ăn cơm sườn không? Thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng. Có thích nấu ăn không? Có biết nội trợ không? Dạ biết. Em sẽ làm được cái khâu nào trong cái quán bán cơm dạ, sườn? Dạ, khâu bán cơm sườn em làm được khâu tính tiền. Bạn nam thấy sao? Bạn nữ bên đấy thì biết chi trả mọi thứ và cũng biết cho em tiền uống cà phê bạn bè thì ok được. Thôi bây giờ bạn nam kể nghe công việc bán cơm sườn coi. Em phải dậy từ lúc 4 giờ sáng. Rồi em bắt đầu dọn hàng ra, chất cái bếp than của em lên. Thì trong khoảng thời gian 4 giờ cho tới 5 giờ em vừa dọn hàng và cũng phải vừa nướng được thịt rồi. Không ai phụ hả em? Mình không có mình em làm hả chị? Thì rồi em chạy bàn luôn, rồi em rửa chén luôn, rửa dĩa luôn hả? Vâng, thì em bán xong thì em dọn hàng rồi em rửa. Rửa xong là tới giờ trưa rồi. Tới trưa thì xong bắt đầu em ăn cơm, em ngủ nghỉ, tới chiều lại phải đi ra ngoài chợ lấy thịt mà mối của em á, xong về rửa đi, xong mình để cho nó ráo nước, ướp xong lại để trong tủ lạnh, xong rồi làm mấy cái lặt vặt rồi nhiều lắm. Ủa em bán cơm sườn được bao lâu rồi? Trước đây thì em đang đi làm, em đi làm bên công ty mỹ phẩm chị. Sao làm toàn chuyện phụ nữ không người ta? Ủa mà đi làm mỹ phẩm là rồi sao công việc sao thì, mà đi nghỉ? Em luôn có một chí hướng là mình không thể là suốt đời đi làm công ăn lương cho người khác được. Chính xác. Ủa nếu mà quen bạn gái ở thành phố gì bao lâu mình thăm bạn gái một lần vậy bạn? Ngày nào cũng lên được hết á. Ủa lên vậy là tiệm cơm sườn ai coi? Mình đã làm chủ thì mình phải quản lý được thời gian. Còn bây giờ mình đi làm công ăn lương thì thời gian mình mới phải phụ thuộc thôi chị. Chủ mà đâu có người phụ nào đâu làm chủ. Thì mình là chủ, mình không có người phụ thì mình lúc nào mình thích nghỉ là mình nghỉ ai. Trời ơi, có trách nhiệm ghê. Có vụ làm ăn đó chị ơi. Bây giờ bạn nữ bên kia muốn tìm cho mình một người nam như thế nào? Đầu tiên đối với em là bạn đó chấp nhận theo đạo Công giáo của em. Cái này căng. Em là đạo gốc rồi anh. Rồi vậy đi. Ổn rồi. Dạ, cái thứ hai á là không có được gia trưởng, không có bắt em phải làm này em làm kia, em không thích vậy. Em yên tâm đi, nếu mà thật sự mà mình mà tiến tới được á, 10 người thì hết 11 người nói anh là sợ vợ. Trời ơi trời. Em thì em thích mang giày cao gót, cho nên bạn đó là phải cao hơn em để em được mang giày cao gót. Em 1m6 thì bạn đó phải cao cỡ chừng 1m7. Rồi dạ. Chuẩn. Chuẩn. Đúng hả? Trời ơi sao làm tôi đau tim quá vậy? Em thích đi chơi nhiều lắm. Em thích đi phượt, em thích đi gặp gỡ bạn bè. Đừng có ngăn cản không cho em đi. Ủa đi dắt bạn trai đi theo không hay đi mình? Nếu mà hợp với nhóm bạn em thì bao nhiêu em cũng cho đi hết á. Còn không hợp bỏ nó nhà đúng không? Dạ đúng rồi, đi không hợp là không vui. Đó, em ơi, được không? Tại vì được không? Em hòa đồng lắm, nói chung là ai dễ tiếp xúc á, em đều nói chuyện được hết. Yên tâm đi, bạn gái giờ chưa có bạn trai mới nói vậy, mới thích đi với bạn bè nhiều chứ phụ nữ đâu biết mà. Trời ơi, có bạn trai rồi đi đâu muốn đi chơi chung mình nướng sườn ăn trời ơi gì đâu. Thay vì mình đi chơi là mình đóng cửa thất thu, bây giờ mình đi theo mình làm vui lòng bạn gái đuổi mình về bán cơm. Đâu về là ra, lúc đó không được về. Ủa chứ làm gì? Lê lết mà đi đằng sau đít đi theo. Lê lết. Nhưng cái lúc mà sơ hở như vậy mà đang giận nhau mà đi về là thằng khác nó tới. Đúng rồi. Được. Chết không phải đu bô. Phải đi theo sau đít luôn. Được, ngưỡng mộ. Bản lĩnh á, tôi là người đàn ông sợ vợ. Mình nói sợ vợ chứ không phải là thật ra là mình thương vợ. Đúng rồi. Tôn trọng vợ thôi. Anh với em cùng ý kiến.